khủng hoảng kinh tế trầm trọng, người dân Cuba bị giới hạn mua nhu yếu phẩm. Theo tờ The Guardian, chính phủ Cuba tuyên bố sẽ thiết lập số lượng mà người dân được mua về thịt gà, trứng, gạo, đỗ, xá phòng và các sản phẩm cơ bản khác trước của khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Bà Betsy Diazve là ZQEZ, Bộ trưởng Thương mại nói với thông tấn xã Cuba rằng, các hình thức phân phối khác nhau sẽ được đưa ra, để đối phó với tình trạng thiếu nhu yếu phẩm. Theo đó, bà này đổ lỗi tình trạng này do lệnh cấm vận thương mại khắc nghiệt của chính quyền ông Trump. Bên cạnh đó, các nhà kinh tế cho rằng một nguyên nhân quan trọng không kém là sự sụt giảm viện trợ từ Venezuela, nơi mà sự sụp đổ của công ty dầu mỏ nhà nước khiến cắt giảm gần mùng 2 tháng 3 các lô hàng nhiên liệu được trợ cấp mà Cuba sử dụng để sản xuất điện và kiếm ngoại tệ từ thị trường mở. Chúng tôi kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, sẽ không có một sản phẩm nào vắng mặt trên thị trường. Bà Diaz nói và cho biết thêm rằng người Cuba nên cảm thấy yên tâm khi ít nhất dầu ăn sẽ được cung cấp dồi dào. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, các cửa hàng tại Cuba ngày càng vắng khách vì sự khan hiếm của các loại thực phẩm cơ bản như trứng, bột mì và thịt gà. Do đó, những hàng người dài đằng đang xếp hàng đứng đợi hàng giờ đồng hồ để có thể mua được chúng mỗi khi có hàng về. Cuba nhập khẩu tới 60-70% thực phẩm. Một số ít các cải cách nông nghiệp trong những năm gần đây đã thất bại trong việc tăng sản lượng và nước này cũng phải chịu lệnh cấm vận thương mại trong hàng thập kỷ qua của Mỹ. Sự sụt giảm viện trợ từ đồng minh thân cận Venezuela và kim ngạch xuất khẩu thấp hơn đã khiến họ phải vật lộn nhằm có tiền mặt để nhập khẩu. Nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ kể từ khi ông Donald Trump trở thành tổng thống đã khiến khủng hoảng thanh khoản của Cuba trở nên tồi tệ hơn. Thêm nữa, bà Diaz cho biết, việc hàng hóa sẽ biến mất trong siêu thị, cửa hàng bởi một số người sẽ ôm hàng rồi bán lại trên thị trường chợ đen cũng đang khiến người dân Cuba lo lắng. Theo đó, các siêu thị Cuba từ bây giờ sẽ giới hạn số tiền mỗi người có thể mua một số sản phẩm nhất định, như thịt gà và xà phòng, các sản phẩm khác như trứng, gạo, đỗ và xúc xích sẽ chỉ có sẵn để mua bằng thẻ khẩu phần và giới hạn ở một số lượng nhất định mỗi tháng. Nhiệm vụ của chúng tôi là phá vỡ tất cả các lệnh trừng phạt mà chính phủ Hoa Kỳ áp dụng, và hôm nay chúng tôi đang đặt ra các ưu tiên, bà Diaz cho biết một số người cuba đặc biệt là những người có mức lương và lương hưu thấp là những người không đủ khả năng mua hàng hóa trên thị trường chợ đen bày tỏ sự yên tâm khi nghe thông tin này nhưng những người khác lại nhấn mạnh rằng đây là sự quản lý sai lầm của nền kinh tế những biện pháp này là một biện pháp khắc phục tạm thời và chúng không giải quyết được vấn đề của người cuba về lâu dài đất nước này sản xuất quá ít và vì vậy không có đủ tiền tệ <laughs> 34 tuổi, người điều hành một cửa hàng nhỏ ở Havana nói, Hồng Vân tổng hợp. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.